Chào mừng các bạn đến với kênh của tôi, hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính. Hiện kênh của tôi sẽ chỉ cung cấp các video về hướng dẫn cài đặt phần mềm trên máy tính. Thì các bạn cập đường link này đi vào kênh của tôi. Thì với mỗi video này thì mình sẽ cung cấp một cái link download và một cái video hướng dẫn download nếu các bạn chưa biết cách download. Thì các bạn có thể click vào quảng cáo ở trên video và quảng cáo ở góc này để ủng hộ mình nhé. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách cài đặt phông chữ tiếng Việt cho những máy tính mà bị hiếu phông chẳng hạn, hay là những phông thư pháp mới mà mình chưa có. Thì đầu tiên các bạn download bộ phông chữ này từ hiệu link bên dưới. Thì sau đó mình giải nén một cái phông chữ này ra. Ở đây mình có 440 phông. Thì sau đó sau khi giải nén ra rồi thì mình vào một bên trong và mình nhấn Ctrl E để mình chọn tất cả, và sau đó mình copy và mình đi cập ổ đĩa C hơn một window, tiếp theo là hơn một phông. Rồi mình vào hơn một C window phông và luôn nhớ kỹ đường dẫn này, và sau đó mình phải chuột một vùng trống và mình chọn path. Như vậy ví dụ như ở đây nó báo là phông này đã có rồi, bạn có muốn thay thế hay không thì mình nhớ mình click chọn chỗ này và mình chọn no để khỏi thay thế nhưng không có sẵn đi. Rồi như vậy là nó đã cài đặt xong 440 phông rồi. Thì như vậy mình mở Word, mở Excel lên chẳng hạn thì nó sẽ có đủ 440 phông. Mà ở đây mình có một cái link cung cấp về 1400 phông nữa, nhưng mà mình khuyên các bạn rằng nên cài khoảng 440 phông thôi, vì cài nhiều quá thì trong lúc mình chọn phông thì nó sẽ treo máy, những máy yếu thì nó sẽ treo. Như vậy mình đã trình bày xong về cách cài đặt phông chữ tiếng Việt cho máy tính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.